để cho một cái cần phải có cái hướng dẫn thực hiện này để mình hiểu rõ hơn về một tổ chức, một chủ đề được tổ chức như thế nào. Thế còn chủ đề có thể là tên chủ đề theo sách giáo khoa trong trường các thầy cô, hoặc là một chủ đề mà các thầy cô cũng có thể nghĩ ra. Đấy, dựa trên các yêu cầu cập đặt của chủ đề, các thầy cô lấy hoạt động trong sách này, lấy hoạt động trong sách kia, hoặc lấy hoạt động của chủ đề một trong sách này, chủ đề hai của sách kia để mình gộp lại cho thực hiện đồng nhất. Cho nên cái chủ đề, tên chủ đề đấy nó hoàn toàn là linh hoạt. Thế còn cái ví dụ minh họa ở đây chỉ là một chủ đề thôi, là chủ đề rèn luyện thói quen. Nó chỉ phù hợp với liên quan khám phá bản thân, nhưng có thể là với những chủ đề liên quan hướng đến xã hội, rồi là hướng đến tự nhiên hoặc hướng nghiệp, hình thức tổ chức có thể khác nhau. Nhưng mình hiểu cái quy trình nó là như thế. Thì như vậy là với cái vụ này, chúng tôi sẽ có thể điều chỉnh là ngôn từ ngữ hoặc điều chỉnh cách thức thể hiện, nhưng về cơ bản sẽ là cách hướng dẫn cho mình chủ đề như thế. Còn phụ lục 1 nhất trí với các thầy cô là mình sẽ có những cái điều chỉnh thêm chi tiết hơn và tổng hợp các ý kiến của thầy cô cũng được nhé. Xin mời cô Ngọc, cô có ý kiến gì không? Thưa thầy cô, tôi có một ý nữa thôi. Cái này thì nó cũng không có liên quan cái gì cả. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh và tôi muốn các thầy cô lan truyền tới các thầy cô mà không phải ở đây này. Là tôi biết tâm lý từ xưa đến nay thì các thầy cô rất hay phụ thuộc vào sách giáo khoa và sách giáo viên. Nhưng mà tôi nói luôn là sách giáo khoa và sách giáo viên hoạt động trải nghiệm thường gợi ý sẽ đi vào các hoạt động giáo dục mềm. Mà các hoạt động theo kiểu như mình nói là quy mô sinh hoạt tập thể, gọi là sinh hoạt dưới cờ, và sinh hoạt lớp thì ở trong sách giáo viên hay trong sách giáo khoa vẫn còn đang rất là thời lượng rất là ít. Vì thế cho nên tôi mong muốn các thầy cô khi về tập huấn cho giáo viên của trường này, vì xuất phát từ ý thầy hỏi là ghi sổ bài nào, tôi phải nói rõ chỗ này. Cái mà sách giáo viên gợi ý chỉ là cái các thầy cô tham khảo, trong đấy người ta đang thiết kế cho các thầy cô thành 8 hoạt động, nó sẽ nằm vào chủ yếu là hoạt động giáo dục chủ đề. Việc của các thầy cô bây giờ phải là tổ chuyên môn phải bàn với nhau để thêm các hoạt động cho nó đủ cái thời lượng của hoạt động sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt lớp bình hiểu như trước đây đấy, để cho nó thành một cái giáo án chủ đề hoàn chỉnh. Nó có thể lên đến 17, 18 hay bao nhiêu hoạt động thì tùy, để đến khi giáo viên dạy tiết nào thì mình viết đúng cái tên đầu bài và sổ đầu bài của mình ấy, theo đúng cái giáo án. Các thầy cô hiểu ý tôi nói không ạ? Vì ví dụ như bây giờ mình đang trong sách giáo viên họ đang thiết kế là có 7 hoạt động thôi, thế mà các thầy cô thấy là một tháng 12 tiết, thế bây giờ mình ghi thế nào? Bởi vì thực ra là cái thời lượng ở trong đây là chủ yếu đang thiết kế cho giáo dục chủ đề. Thế còn cái sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt lớp nó đang bị chỉ có mỗi bên cái đoạn trang đầu là gợi ý, đúng chưa? Việc của các thầy cô bây giờ phải là thành một kế hoạch hoàn chỉnh của cả một chủ đề, nó bao gồm số lượng hoạt động có thể nhiều lên, tất nhiên nó có thể như thế thôi, nhưng nó sẽ có thể nhiều lên, thì các thầy cô nên bố trí ngay từ đầu làm sao khi mà mình ghi sổ đầu bài nó sẽ thuận tiện cho thầy cô. Đấy là trả lời ý của thầy. Còn một ý cuối cùng thôi là đúng là sách giáo khoa và sách giáo khoa viên chỉ tham khảo liệu và bộ giáo dục chỉ thẩm định sách giáo khoa và sách giáo học sinh, sách giáo viên là không liên quan. Đấy là những tham khảo của thầy cô, cho nên cái tính khảo thí đúng là chúng tôi không chịu trách nhiệm, và chúng tôi chịu trách nhiệm sách giáo khoa. Thế cái thứ hai nữa là định hướng chỉ đạo của bộ trong những năm gần đây là khi mà sách giáo khoa những năm trước các thầy cô thấy có một cái trang định hướng đúng không? Đấy thì đúng tham gia chính cái trang định hướng này nó rất là đối với quá trình triển khai. Cho nên những năm nay thì bộ trong cái quá trình thẩm định sách thì bộ cũng khuyến nghị các tác giả là mình không để cái trang này đấy đến nữa, để ta người ta hiểu là tất cả các hoạt động trong chủ đề nó sẽ được thể hiện ở tất cả các hình thức và các loại hình khác nhau, chứ không người ta hiểu là chỉ gợi ý cho sinh hoạt giấy cờ là một mặt giấy thôi, thế còn 35 tiết là dùng cho giáo dục theo chủ đề là những nội dung được ghi trong sách giáo khoa. Thế nên khi mà chúng tôi góp ý với các tác giả là chúng tôi cũng đang định hướng như thế, nên có thể nhé, có thể những năm tới, năm nay là lớp 9 và những năm sau khi mà điều chỉnh sách giáo khoa thì các thầy cô cũng sẽ thấy có cái sự thay đổi so với những sách giáo khoa cũ, nên chúng ta cũng không có gì là ngạc nhiên và tự dưng cái trang định hướng lại đi đâu mất. Thì đấy là cái góp ý của đấy là cái một số những chia sẻ của chúng tôi. Các thầy cô có ý kiến gì nữa không ạ? Xin mời cô giáo ạ. Em chỉ có hai ngắn hạn về hai cái chốt của cô ạ. Vâng. Cái chốt thứ nhất là cô có nhắc là cái việc mình soạn theo hướng chủ đề là bây giờ liên quan là phải chú ý đến là các cái hoạt động trong cả một chủ đề
thì em thấy là sẽ có vấn đề, ví dụ nó sẽ thuận lợi cho bộ chân trời, nhưng đang sẽ hơi băn khoăn cho các trường mà làm bộ kết nối và bộ cánh diều, bởi vì bộ chân trời đang đi theo các nhiệm vụ và đúng như cô hướng dẫn đấy ạ. Còn bộ hai bộ kia thì lại đi theo kiểu chủ đề, và mỗi kiểu chủ đề thì lại cứ có khám phá xong rồi vân vân. Vâng, thế thì những cái trường mà thực hiện như thế thì sẽ phải được cân nhắc rất là hơn. Cái thứ hai nữa, em lại quên mất cô vừa nói, cô Ngọc nói đến, à cô Ngọc có chiếu cái về cái, có thể gọi đấy là chiếu phụ lục 4 như giáo án, cái kế hoạch tổ chức hoạt động của một giáo viên. Em thấy là có hoạt động 1 là nhận diện, khám phá, hoạt động 2 là kết nối kinh nghiệm, hoạt động 3 là luyện tập, hoạt động 4 là vận dụng, đúng không ạ? Thế thì liệu rằng chắc đây chỉ là gợi ý, bởi vì nếu có thể sẽ là hoạt động 1 là khám phá kết nối kinh nghiệm, có được không ạ? Tức là không chia ra thành 2 hoạt động mà cho là 1 hoạt động, 1 khám phá kết nối kinh nghiệm, hoạt động 2 là luyện tập. Nghĩa là đang co lại hai cái hoạt động của cô thành 1 hoạt động đấy ạ? Có được không ạ? Bởi vì theo như em thấy là trong sách giáo khoa cả hai bộ sách là đang hướng dẫn như thế ạ. Em là 4 pha, một pha của cô đang chia thành hai hoạt động ạ. Nhưng em trong hướng dẫn cho giáo viên, chúng em hướng dẫn cho giáo viên. Hoạt động 1 của cô trong file vừa rồi cô vừa chiếu lên ạ. Mặc dù cô không giới thiệu về nó nhưng em đã nhìn nhanh. Là trong lớp học. Thế còn vẫn nhưng mà trong hướng dẫn mà cô đang mới ấy, thì là khám phá kết nối chính là hoạt động 1, đúng rồi. Hoạt động 2 là thực hành trải nghiệm, vậy là đây là bài 3 của lớp 9.